Các bạn thân mến, trong video clip hôm nay thì đồ chơi di động.com sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc viền dành cho chiếc điện thoại Oppo R1K. Đây là chiếc ốp viền được làm bằng nhôm với cơ chế gài là dùng ốc. Và nó chỉ dùng duy nhất là một con ốc ngay tại vị trí này để gài chiếc viền của chúng ta lại thôi. Để mở nó ra thì các bạn dùng cái bộ vít kèm theo cái viền này, chúng ta vặn vào trong này. Chúng ta chỉ cần vặn nhẹ nhàng như thế này là nó sẽ ra. Thì cái đặc điểm của loại ốp viền dùng vít đó, thì nó sẽ làm cho mấy cái phần gài nó sẽ gọn gàng hơn. Ẩn lại thì chúng ta sẽ có những cái viền nó đẹp hơn. Và cái loại ốp viền mình đang cầm trên tay thì nó khá là cứng cáp. Nó cứng hơn cái phần ốp viền mình giới thiệu lần trước là dùng cái dạng chốt gài. Và các bạn thấy là những cái nút tại vị trí này, những nút giả này, nó được làm khác màu, nó được làm màu vàng rất là nổi bật trên cái nền đen này. Và dòng ốp viền này thì hai bên này nó không có mạ cái chỉ vàng nữa, nhìn nó tương đối là đơn giản. Đây là phím tăng giảm âm lượng của chúng ta bên cạnh trái. Ở dưới đây là phần chừa ra cho những cái phần loa cũng như là chân sạc. Và phía trên đỉnh thì chúng ta có được cái phần chừa ra cho cổng tai nghe. Với chiếc viền này thì chúng ta sẽ giúp bảo vệ cho chiếc viền R1K nó được tốt hơn. Bởi vì cái viền R1K nó cũng khá là dễ trầy, giống như cái viền của trên iPhone. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể dùng ý khác là chúng ta có thể dùng để trang trí cho chiếc máy của chúng ta trông nó khác biệt hơn so với những chiếc R1K khác. Ngoài cái chiếc màu đen này, hiện giờ mình đang có thêm cái chiếc màu bạc. Màu bạc thì nhìn nó sáng sủa hơn cái màu đen kia. Và cái nút của nó cũng vẫn là màu vàng. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc ốp viền dạng dùng vít dành cho chiếc điện thoại Oppo R1K của đồ chơi di động.com đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.